Chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập cái nội dung của bài điện năng và công của dòng điện Thế thì như các em đã biết là điện năng thì là gì? Là năng lượng của dòng điện Mà công của dòng điện là lượng điện năng mà chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác Đúng không? Đấy là hai cái khái niệm rất là cơ bản về điện năng và công của dòng điện Thế thì ta có công thức tính công của dòng điện và điện năng là như nào? Các em xem lại cái sơ đồ MyMap mà buổi trước ta đã học đó là gì công của dòng điện A thì bằng P nhân t bằng UIt và nó có đơn vị là jun, watt nhân dây hoặc là volt ampe dây. nhưng thường là sử dụng đơn vị jun thì đấy ta có công thức công là A bằng Pt bằng UIt và ta có một dạng bài rất là quan trọng đó là tính gì tính tiền điện tiêu thụ được chưa thế thì để tính tiền điện tiêu thụ các em phải tính được gì số kilowatt giờ mà điện năng mình đã tiêu thụ hay còn gọi là một số điện được chưa từ đó các em lấy số điện này nhân với giá tiền điện thì các em sẽ ra được cái cái, tiền điện phải trả thông thường khi các em tính bằng công thức a bằng pt hoặc là uit thì đơn vị ta tính ra được sẽ là đơn vị jun mà kWh giờ thì lại phải đổi từ jun sang kWh thì em lấy cái đơn vị jun đấy em chia cho 3 triệu sáu trăm nghìn thì sẽ được kWh giờ và thầy đã có một cái ví dụ nho nhỏ. nhỏ về so sánh tiền điện phải trả khi dùng một bóng đèn và dùng một cái bình nóng lạnh trong một tháng của một hộ gia đình đấy thì các em có thể xem lại cái nội dung lý thuyết cũng như xem lại cái video bài giảng của thầy buổi trước bây giờ ta sẽ đi vào phần bài tập của buổi hôm nay đó là gì câu đầu tiên đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng đấy như người ta thấy ngay newton là đơn vị của lực chứ không phải là đơn vị của điện năng điện năng là Joule là kWh là Watt nhân dây. Được chưa? Câu tiếp theo, số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết. Số đếm hay còn gọi là số điện đúng không? Nó cho biết điện năng mà gia đình đã sử dụng. Được chưa? Điện năng mà gia đình đã sử dụng. Chứ không phải là số kWh trên giờ nhé. Đấy, điện năng chính là Đấy. đơn vị là kWh nhân giờ chứ không phải là chia giờ. Như ở đây là đáp án C. Được chưa? Tiếp tục. Câu 225. Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch thì nó là cái gì? Số đo lượng điện năng này chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, đây đúng không? Công của dòng điện là lượng điện năng mà chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác thì ta phải có đáp án là B. Tiếp tục. Câu 226 hiệu suất sử dụng điện năng là thì rõ ràng điện năng thì sẽ gì là một dạng năng lượng của dòng điện nhưng mà nó sẽ chia thành năng lượng có ích và năng lượng vô ích thế thì hiệu suất sử dụng điện năng thì phải bằng năng lượng có ích trên năng lượng toàn phần Chứ là tổng năng lượng của nó thì nó là tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và phần năng lượng hao phí không phải phải là năng lượng toàn bộ cơ năng lượng hao phí cũng sai có ích trên toàn bộ đây đúng không như vậy nó phải bằng tỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa thành từ điện năng và toàn bộ điện năng sử dụng như vậy phải là đáp án C công suất công thức của hiệu suất là H bằng A có ích trên A toàn phần nhân 100 đấy chứ không phải là vô ích toàn phần thì bằng có ích cộng vô ích nhưng mà hiệu suất thì phải bằng có ích trên toàn phần được chưa Đó. tiếp tục câu 227 điện năng chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào sau đây các em để ý nhé để điện năng thành nhiệt năng đúng không đấy thì bây giờ ta xem thằng nào sẽ là ra nhiệt năng bàn là điện nồi cơm điện và mỏ hàn đều là những thiết bị mà cần đến gì cần đến nhiệt do đó đây chính là cái đáp án mà chuyển hóa chủ yếu thành nhiệt năng này máy khoan là chuyển hóa thành cơ năng máy xay sinh tố cũng là cơ năng vì nó sẽ làm quay cái trục mà gắn các lưỡi dao để nghiền nát các cái đồ dùng bên bên trong đó, ví dụ các loại thức ăn, hoa quả, được chưa? Nhựa ở đây đáp án phải là D. Mỏ hàn là tỏa nhiệt để làm nóng chảy cái thiếc. Nồi cơm điện tỏa nhiệt để làm chín, sôi nước và chín cơm. Bàn là điện thì tỏa nhiệt để làm nóng cái tấm kim loại để là phẳng được quần áo, đúng chưa? Đó. Trong quạt điện, điện năng được chuyển hóa thành đương nhiên là cơ năng là chắc chắn rồi và một phần sẽ là gì? Thành nhiệt năng, chứ quạt điện có phát sáng đâu, đúng không? Nhựa phải là cơ năng và nhiệt năng. Được chưa? Tiếp theo, ta đến với câu 229. Trong nồi cơm điện, điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng, đúng không? Nồi cơm điện là nhiệt năng rồi. Câu 230. Lượng điện năng sử dụng được đo bằng được đo bằng công tơ điện. Đúng chưa? Dụng cụ đo điện năng chính là công tơ điện. Ta có đáp án D. Câu 231. Một bếp điện ghi 220V 1000W thì đây là hiệu điện thế định mức, còn đây là công suất định mức đúng không? Điện năng tiêu thụ của bếp khi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức trong 2 giờ là Thế thì cứ trong 1 giây thì nó là 1000W. Trong 1 giây là 1000W. Thế thì trong 2 giờ thì em phải lấy công suất 1000 nhân với 2 giờ và nhân với 3600 600 giây thì ta sẽ được là bao nhiêu? 1000 Nhân 2 x 3.600 gì 720.000 720 kg. Ở đây nó phải là 7.200 kg mới đúng. Nó phải bằng 7.200.000 Và các em đổi đơn vị ra. Thì kg là 1.000 kg thì bỏ đi 3 số 0 thì bằng 7.000 200 kJ. Được chưa? Thì ở đây phải là thêm một số 0 nữa cho thầy. 7200 kJ. Được chưa? Bởi vì cái bếp điện này mà công suất nó đến tận 1000 W cơ mà đúng không? W là đơn vị run trên dây rồi. Đúng không? Mà ta nhân với 2 giờ, 1 giờ lại là 3600 giây. Thế em phải nhân với 2 nhân với 3600 thì các em sẽ được là 7200 kJ. Đáp án D nhá, ta phải sửa lại một chút. Tiếp tục, câu 232. Một bóng đèn được mắc vào nguồn điện 12V. Công của dòng điện sản ra trong một dây trên dây tóc là 6 j thì điện trở của nó người ta sẽ có công thức gì? A bằng UIT đúng không? A bằng UIT bằng ở đây người ta cho U Y lại bằng U trên R đúng không Y bằng U trên R Thì ta sẽ viết được là U bình trên R Nhân T Từ đây các em tìm được R chưa R bằng U bình là 12 bình Nhân với T là một giây Và chia cho A Là 6 Jun Đúng không Đấy Thì ta sẽ được gì 12 chia 6 là 2 2 nhân 12 là bằng 24 ôm Ta có đáp án B Đấy nên các em phải vận dụng thành thạo các công thức để mà xem người ta yêu cầu tính gì thì mình thay số vào tính cái đấy. Câu 233. Một bóng đèn có dòng điện 0,5A. U bằng 120V, năng lượng mà nguồn cung cấp cho đèn trong 5 phút nè. Thế thì ta có công thức tính điện năng chứ là năng lượng này. A bằng UIT bằng 120 nhân 0,5 Nhân 5 phút mà 1 phút là 60 giây Các em nhớ rằng mình phải đổi sang đơn vị giây nhé vì đơn vị thời gian là giây thì đơn vị A mới là run Ta có này 12 x 5 Đúng không? 12 x 5 là 60 60 bình nhân 5 5 x 60 bình Bằng 18.000 run 18.000 run Đây, đáp án C 18.000 run Tiếp tục Ta đến với câu 234 một bóng đèn được nối với nguồn U biết Năng lượng đèn trong 1 phút là 1800 Hỏi cường độ dòng điện Thì ta lại có A bằng UIT. Thì suy ra Y bằng A là 1800 Chia cho U là 120 Chia cho T là 1 phút là 60 giây Đúng không? Đấy Thì hai số 0 chỉ tiêu là 18 chia 6 là 3 này 3 chia 12 là 1 phần 4 là 0,25 a Ta được đáp án A à. Tiếp tục câu 235 Cho công suất Cho thời gian điện năng Thì xuất phát từ công thức A bằng P nhân T Bằng 1000 Nhân với T là 1 giờ Là 3600 giây Thì ta được là gì 3,6 x 10 mũ 6 Jun 3,6 x 10 mũ 6 Jun đúng không Vì sẽ được là 3 triệu 600 đúng không? 600.000 thì sẽ là 3,6 x 10 mũ 6 ta được đáp án B tiếp tục ta đến với câu 236 một lò điện sử dụng dòng điện Y biết, U biết. Nếu năng lượng điện tiêu thụ là 750 đồng 1 kWh thì chi phí để chạy trong 10 giờ là thì ta sẽ phải tính điện năng tiêu thụ trong 10 giờ này. A bằng Ut đúng không? 220 x 10 Nhân với 10 giờ nhân 3.600 giây. Bằng. Đấy. Đầu tiên tôi phải tính điện năng tiêu thụ đã. 220. Nhân 10. Nhân 10. Nhân 3.600. Được chưa? Sau đó em chia cho 3.600.000. Để ta đổi sang kWh. Thì thầy sẽ viết được luôn là 22 kWh. Được chưa? Các em phải đổi sang kWh đã. Bởi vì người ta cho giá tiền điện là trên kWh mà. Thì suy ra tiền sẽ bằng 22 nhân với 750 đồng bằng nhân 750 bằng 16.500 đồng được chưa đấy như vậy là cái cái lò điện này chạy trong một ngày đi vì một ngày thì người ta làm việc khoảng 10 giờ một ca làm việc mà đấy một đến hai ca làm việc khoảng 10 giờ chạy lò thì người ta mất 16.500 đồng đúng không đấy. như vậy ta chọn đáp án C 16.500 được chưa Tiếp tục ta đến với câu 237. Mắc một bóng đèn có ghi là 220 100 thì là hiệu điện thế định mức và công suất định mức đúng không? Vào cái hiệu điện thế 220 bằng đúng định mức rồi thì công suất sẽ là 100 luôn. Biết đèn sử dụng trung bình 4 giờ một ngày. Tính được điện tiêu thụ trong một tháng. Đúng không? Như vậy ta có A sẽ bằng này. U nhân y nhân t được chưa u y t nhưng thôi thầy lỡ viết rồi bia tả viết lại vì người ta cho công suất sẵn rồi mà a bằng p nhân t luôn 100 nhân với một ngày 4 giờ 1 giờ là ba nghìn giây và một tháng là 30 ngày thì ta sẽ ra được gì điện năng tiêu thụ trong một tháng của cái bóng đèn này 100 x nhân 4 x 3600 nhân với 30 được chưa bằng 4 trị 13 triệu 200 000 ta đổi sang kWh đi bằng 12 kW giờ được chưa đấy thì đây ta có đáp án 12 kWh này sau đó nếu mà hỏi mất bao tiền thì em chuyển lấy cái này nhân với giá tiền điện là xong đúng không Tiếp tục câu 238. Một ấm điện định mức là 220, công suất định mức là 1100 W. Đun nước, thời gian dùng để đun ấm nước mỗi ngày là 15 phút, biết giá điện là 700 đồng. Số điện 1 tháng là thì vẫn giống như bài trên ta phải tính điện năng tiêu thụ cho 1 tháng bằng 1100 nhân với 1 ngày đun nước có 15 phút thôi. 1 phút là 60 giây và 1 tháng là 30 ngày thì ta được 1100 x 15 x 60 nhân với 30 bằng 297 000 0 chia cho 3 triệu 600 000 bằng 8,25 kWh Thế biết 8,25 kWh rồi ta suy ra tiền sẽ bằng gì? nhân 700 đồng bằng có 5.775 đồng Đấy, 5.775 đồng ta đã đáp án A như vậy là để đun nước mà một ngày đun 15 phút có nghĩa là ta đun khoảng tầm cứ cho là một lần đi Đấy, ấm này 1.100W thì công suất cũng nhỏ nhỏ thôi thì chắc là 15 phút mới được một ấm Thế có nghĩa là một ngày ta đun một ấm nước mà một tháng ta mất có khoảng 6.000 đồng đấy cả cộng thuế VAT các kiểu đi đấy thế thì các em thấy là rất là rẻ đúng không một tháng đun nước mỗi ngày một ấm nước sôi mà đúng không thì mất có 6.000 đồng đấy. nên nó không đáng kể gì cả trong khi đó nếu các em đun bằng than tổ ong hoặc đun bằng gì bằng bếp các loại bếp than chẳng hạn bếp củi vân vân thì thấy rằng là gì à, cái tiền tiết kiệm được nó không đáng kể là bao nhiêu trong khi đó là đánh đổi lại cái sức khỏe của mình và cái thời gian rất là nhiều đúng không vì đun nấm điện này mình mất có 15 phút trong khi đun bếp than tổ ong thì em phải quạt quạt than này quạt nò lên này đúng không xong rồi đặt cái ấm nước đấy rất là lâu hoặc là đốt củi thì còn kinh nữa đúng không khói bụi rất là ô nhiễm được chưa đấy thế nên người ta bảo bây giờ đun điện mới là văn minh là như vậy chứ ngày xưa là từ đun than à đun củi củi xong đến than than thì đến điện và điện thì bìa đến là gì các cái thiết bị cũng là sử dụng điện nhưng mà cao cấp hơn nữa đó là từ chẳng hạn vân vân Đấy. Câu 239. Một bếp điện khi hoạt động thì số đếm của công tơ điện tăng thêm 1,5 số. Điện năng mà bếp sử dụng là, thêm để ý này, 1,5 số này chính là 1,5 kWh. Cứ một số là 1 kWh mà. Đúng chưa? Đấy thì ta có đáp án là B. Câu 240 một bóng đèn thì xuất định mức là 220 100, một bóng khác là 40W. Mắc song song, mắc song song thì có phải u định mức đều là 220 không? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ. Thế điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ thì phải bằng tổng điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn. Điện năng tiêu thụ thì nó sẽ bằng tổng của các thiết bị tiêu thụ với nhau chứ không phải là mắc song song để tích trên tổng hoặc là mắc nối tiếp thì mới bằng tổng hai cái nhé em lưu ý mắc nối tiếp song song đấy là công thức tính r ER của nó thì mới bằng tổng hoặc là bằng tích trên tổng. Còn đây là tính điện năng tiêu thụ thì bóng nào cũng tiêu thụ với công suất định mức như thế cả mà thôi. Như vậy ta có điện năng tiêu thụ A sẽ bằng bóng thứ nhất là 100 nhân với 3.600 cộng bóng thứ hai là 40 40 nhân với 3.600 bằng. Thì ta sẽ là 140 nhân 3.600 504000 Jun. Được chưa? Chia cho 3 triệu 600 nghìn bằng 0,14 kWh Được chưa? Đấy, ta có đáp án A 0,14 kWh Các bạn lưu ý là mắc song song thì điện năng tiêu thụ thì vẫn bằng tổng điện năng của hai bóng đèn này mà thôi Kể cả mắc nối tiếp cũng vậy nhé Ta sang câu 241 Đấy, Thầy vừa mới nói xong ở bài 240 thì bài 241 là gì? Vẫn hai bóng đèn này nhưng mà mắc lối tiếp đúng không? Thế thì mắc lối tiếp và vẫn thời gian như vậy thì công suất tiêu thụ của nó là 140 Đồng thời điện năng tiêu thụ sẽ là lấy công suất nhân thời gian Và ta vẫn là 0,14 kWh Ta có đáp án D Mặc dù nó mắc lối tiếp hoặc mặc dù trên là mắc song song Thì cái cách mắc song song với lối tiếp Nó chỉ ảnh hưởng đến hiệu điện thế và cường độ dòng điện và khi hiệu điện thế đã đạt được cái mức độ là gì? 220V rồi Đúng không? Đạt được mức 220V rồi Thì đương nhiên là công suất của nó sẽ vẫn phải là như nhau Một thằng sẽ là 100, một thằng 40 Đấy Tuy nhiên Bây giờ ta mới nhìn lại bài 241 này Ta nhìn lại bài 241 vì lỗi ta không để ý một chút Đó là gì? Trên bóng đèn có ghi là 220 Thì là định mức là 220 nhưng mà em mắc lối tiếp vào thì mắc mắc song song như câu trên thì U mới bằng U1 bằng U2 thì bằng U định mức. Nhưng ở đây là U1 cộng U2 mới bằng 220 Có nghĩa là bóng đèn này hoạt động Không đúng với công suất định mức Nên chắc chắn công suất tiêu thụ không thể đạt được 0,14 rồi Ta phải tính lại con này Được chưa Đấy. Thế thì bây giờ ta phải đi tính điện trở của mỗi bóng đèn này R1 bằng U bình trên B 220 bình trên 100 Bằng 484 R2 bằng 220 bình trên 40. 1210. Thì R sẽ bằng hai thằng cộng lại là 16 1694. Thì suy ra Y1 bằng Y2 bằng 220 chia 1694. bằng 10 phần 77. 10 phần 77 ampe. Thế biết được cường độ dòng điện rồi thì lúc này ta mới đi tính gì? Đi tính công suất tiêu thụ và điện năng tiêu thụ của hai cái đèn này. Thì ta có A luôn đi. Bằng UIT đúng không? Thì bằng U thì là bao nhiêu? U hai bóng đèn này ta cũng phải tính. Với mắc nối tiếp thì U bằng tổng U mà. Chứ nó không phải 220. Được chưa? Y thì ta cũng đã tính rồi vì y nối tiếp thì giống nhau và t thì giống nhau, vậy ta chỉ việc đi tính u của hai thằng thôi. Đúng không? Thì thầy sẽ lấy y nhân t này. 10 trên 77 nhân với 3600 là y nhân t nhân với u1 cộng u2. U1 thì bằng y nhân r1. Đúng chưa? 484 nhân 10 chia 77 cộng với u2 là 1210 nhân 10 trên 77 Đấy bằng Rút 10 trên 77 ra thì chính là 10 trên 77 tất cả bình thôi đúng không 484 cộng 1210 Thì chính là gì 1694 Đúng chưa Ta có 1694 nhân 3600 Nhân với 10 phần 77 Bình Đúng chưa Bằng 1028,57 ta chia luôn cho 3600 3 triệu 600 nghìn đi ta được 0,0286 kWh 0,0286 ta có đáp án C Đấy. nên các bạn lưu ý hết sức lưu ý câu 41 và câu 40 cho thầy nhé câu 40 nó dễ ở chỗ hai vẫn là bóng đèn này vẫn là 1 giờ nhưng nó dễ ở chỗ là mắc song song thì khi mắc song song thì U1 bằng U2 và nó bằng luôn 220 V chứ là u định mức. Thế khi đó ta chỉ việc lấy công suất mà tính thôi. Nhưng câu dưới 241 nó lại mắc nối tiếp mà mắc nối tiếp vào 440 V ấy thì không sao, thì chia ra mỗi thằng 220 chẳng hạn thì không sao. Nhưng đây mắc nối tiếp vào 220 thôi thì rõ ràng là U của mỗi thằng đều nhỏ hơn định mức. Khi U nhỏ hơn định mức thì công suất chắc chắn phải nhỏ hơn định mức. Do đó cái việc cho 100 W cả 40 W ở đây là gì? chỉ dùng để tính R ER mà thôi Chứ còn bạn nào mà lại dùng cái công suất này để tính điện năng thì các bạn sẽ sai Được chưa? Đấy Lên thầy đã tính chi tiết cho các em đây rồi Thì nó ra 0,0286 kWh Đáp án C Được chưa? Tiếp tục Ta đến với câu 242 Một loại đèn 220, 75 và 20, 25 Sử dụng đúng hiệu điện thế định bức trong cùng thời gian So sánh điện năng tiêu thụ thì đèn nào có công suất lớn hơn thì điện năng tiêu thụ phải lớn hơn rồi đúng không? P1 lớn hơn P2 thì suy ra A1 phải lớn hơn A2. Được không? Lớn hơn mấy lần? 75 chia 25 bằng 3 thì lớn hơn 3 lần. Nghĩa ta có A1 bằng 3 lần A2. Được chưa? Đấy. Cùng thời gian sử dụng, cùng hiệu điện thế định mức thì đương nhiên thằng nào công suất lớn thì điện năng tiêu thụ lớn. Nhưng mà nếu khác thời gian sử dụng thì lại khác nhé. Nguyện phải tính ra để so sánh. Đúng chưa? Tiếp tục, ta đến với câu 243. Cho hai điện trở R1, R2 mắc song song vào cùng một hiệu điện thế U thì R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 2 lần. Thứ nhất là mắc song song thì U1, U2 giống nhau. Đúng không? U1, U2 giống nhau thì ta sẽ có gì? I1 bằng U trên 4 y2 bằng u trên 6 và b1 sẽ bằng gì? b1 bằng uit. T giống nhau rồi, u giống nhau rồi thì chỉ cần so sánh y thôi đúng không? ut nhân y1. Và b2 sẽ bằng ut nhân y2. Đấy thầy cố tình viết y đằng sau bởi vì ut giống nhau. Đúng không? Mà y1 thì bằng u trên 4. U trên 4 đúng không? Thì ta sẽ được là U bình T trên 4 Chính là U bình trên R đấy Bằng U bình T trên 6 Thế mẫu thằng nào mà nhỏ Thì sẽ cho giá trị của phân số là lớn đúng không? Chắc chắn B1 lớn hơn B2 R1 tiêu thụ nhiều hơn R2 Và 6 với 4 thì tỷ lệ là 1,5 lần đúng không? Thì ta có đáp án B R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 Gấp 1,5 lần vì 6 chia 4 là 3 phần 2 là 1,5 mà chứ không thể là hai lần được vì hai lần phải là 84 đúng chưa tiếp tục ta đến với câu 244 cho mạch điện như hình vẽ và công của dòng điện qua mạch điện mách đoạn mạch nối tiếp trong 10 giây là trị số của r2 Đấy. Thế thì bây giờ người ta cho gì cho công của dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp có nghĩa là công của dòng điện tổng này thì bằng 14,4 ta có A bằng UIt bằng Ri bình t Thì ta có này 14,4 bằng U là 10 12 đúng không? Đấy, T là 10 thì tính những y chưa? 12 nhân y nhân với 10 thì suy ra y bằng 14,4 chia 12 chia 10 0,12 Ampe chứ Ta có Y bằng 0,12 Ampe rồi Mà bây giờ bắt tính R2 đúng không Được chưa Thế thì ta có R ER tương đương Bằng U trên Y Vì Y là Y tổng mà 12 chia 0,12 Thì bằng 100 ôm, Mà mắc nối tiếp thì R tương đương lại bằng gì? R1 cộng R2 Mà R1 bằng 40 thì suy R2 sẽ bằng 100 trừ 40 bằng 60 ôm. Ta có đáp án D Được chưa? Đấy Tính nó hơi lắt léo một chút Những cái bài bước 3 thì không thể một biểu thức mà ra ngay được nó phải qua một hai cái bước làm Tiếp tục ta đến với bài 245 Nhìn có vẻ giống bài trên Cũng cho R1 cho U Cho 10 giây cho A Bắt tính gì? R2 Đấy Nhưng mà các em lưu ý không bắt chiếc bài trên được Bởi vì bài trên là mắc nối tiếp Bài dưới này mắc song song Đúng không? Đấy. Thế thì khi mắc song song ta sẽ có là gì? 144 A đấy bằng U Nhân Y Nhân với T vì vẫn suy ra y bằng 0,12 A. Vì mắc song song nên U1 bằng UAB bằng 12 rồi thì ta có Y1 bằng U trên R1 bằng 12 chia cho 20 bằng Được chưa? 12 chia 20 rút gọn cho 4 đi còn 3 phần 5 là 0,6 A. Mà Y tổng vì đây là mắc song song vì mắc song song suy ra y bằng y1 cộng y2 thì suy ra y2 bằng y trừ cho y1 0.12 trừ 0. 6 ừ hơi vô lý nhỉ từ từ kiểm tra lại 12 chia 20 bằng 0.6 đúng rồi mà cái thằng trên lại là 0.12 thì hơi vô lý vì y tổng thì phải bằng i1 cộng i2 mà thì nó bị âm 144 đây 1,2 xin lỗi thầy bấm máy sai 1,2 chứ 0,6 thì i2 bằng 0,6 ampe biết i2 rồi biết u2 rồi thì suy ra r2 bằng 12 chia 0,6 bằng 20 ôm được chưa? đấy thì ta có đáp án a hai thằng này điện trở có giá trị bằng nhau nhưng mà rõ ràng là bài 44 và bài 45 các em thấy cách tính nó khác nhau chưa đúng không một thằng là y bằng y tổng một thằng là y thì bằng nhau còn u thì lại bằng u tổng để các em tính riêng ra được hai cái bài này Và ta chỉ có học mắc mắc nối tiếp và mắc song song thôi đúng không thế thì hiểu được hai cái nội dung bài này thì em sẽ lắm được cách làm của các bài tương tự nếu nó cho số điện trở nhiều hơn hoặc cho cái mạch phức tạp hơn một chút có thể là mặc hỗn hợp vừa nối tiếp vừa song song được chưa? Tiếp tục ta đến với câu 246. Ta đến với câu 246. Cho mạch điện như hình vẽ, R1 R2 tính công của dòng điện qua đoạn mạch trong 10 giây. Ở đây ta đang bị thiếu mất cái hình rồi. Nó đang cho R1 bằng R2, U bằng 12 V thì giống bài trên, cũng 10 giây thì nếu là mắc song song thì ta sẽ được kết quả là 144 đúng không? Còn nếu mắc nối tiếp thì sẽ được là 14,4, được chưa? Thì nếu R1 nối tiếp R2 thì suy ra P sẽ bằng 14,4. Còn nếu R1 song song R2 thì suy ra P sẽ bằng 144 W. Được chưa? Vì ở đây đề bài bị thiếu mất cái mạch điện, nhưng mà rõ ràng câu này ta đã làm ở câu trên rồi. Thì mắc lối tiếp là 14,4 mắc song song là 144 đấy thì ta khoanh luôn cả hai đáp án tùy đề cho mắc như nào thì mắc bởi vì có hai điện trở thì chỉ có thể nối tiếp song song thôi có ba điện trở trở lên thì mới có thể ra mạch hỗn hợp là vừa nối tiếp vừa song song đấy nên ở đây ta chỉ có thể chọn kết quả là 14,4 hoặc 144 tùy theo đề bài vì đây là bài ngược lại so với bài 44 và 45 được chưa đấy. như vậy là thầy đã hướng dẫn xong cho em cái nội dung bài tập trắc nghiệm của cái bài điện năng và công của dòng điện thì những cái bài như này thì về mức độ bài tập thì nó không khó như cái phần đầu của mình nhưng nó mang tính ứng dụng rất là cao bởi vì nó sẽ liên quan đến tính tiền điện tính cái giá tiền điện trong một hộ gia đình thì nó mang tính ứng dụng thực tế rất là nhiều nên các em phải hết sức lưu ý cái dạng này và trong kiểm tra của mình thì cũng thường xuyên xuất hiện cái câu hỏi này trong cái đề kiểm tra được chưa? Ok buổi học hôm nay của thầy kết thúc ở đây tạm biệt các em nhé hẹn gặp lại các em ở trong buổi học tiếp theo chào tạm biệt các em.